Thưa quý vị, nắng nóng hạn hán kéo dài khiến cho người dân ở Sơn La mong mỏi có một trận mưa. Thế nhưng mà khi trời đổ mưa thì lại mưa đá kèm theo gió lốc. Điều này đã gây ra nhiều thiệt hại về nhà cửa, hoa màu. Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 20 tháng 4, một trận dông lốc lớn kèm theo mưa đá đã xảy ra trên địa bàn xã Triềng Pấc của huyện Thuận Châu. Hàng loạt ngôi nhà đã bị gió lốc mưa đá làm vỡ ngói và tốc mái. Nhiều hộ dân rơi vào tình cảnh không có nơi ở. Nhiều hàng hóa của người dân đã bị hư hỏng do thấm nước mưa. Cái măng này có cái là hơn 10 tấn này, 15 tấn này, không còn nào bây giờ nó bị rớt hết rồi. Thế ở gia đình cũng không biết là như thế nào, thiệt hại thế nào. Thế là do trời nó làm cho thì phải chịu thôi. Không biết làm sao, hỏng hết cả nhà, cái gì cũng hỏng hết. Tốc hết cả mái ngói các thứ của nhà đi, chân này các thứ là ngất hết. Thế còn để tiền ở đây 10 triệu đó thì đang thời gian sửa nhà, thế là chưa kịp tiêu, thế là bay hết. Theo báo cáo nhanh, trên địa bàn huyện Thuận Châu đã có 277 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 2 hộ bị sụp nhà hoàn toàn, 13 hộ bị tốc mái hoàn toàn, 6 hộ có nguy cơ sập đổ và 206 căn nhà bị tốc mái. Hiện tại, huyện Thuận Châu đang tiếp tục rà soát mức độ thiệt hại và lên phương án khắc phục hậu quả.